Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop ạc rẻ 24h.com. Tôi Hugo xin chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Tôi Khoa Samai chào 500 anh em. Tôi Tứ Trọng chào 500 anh em. Tôi Lâm Tạc chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì cũng như các clip bình thường thôi, thì anh em chào các bạn xong rồi, màn chào hỏi các bạn đã xong rồi, thì không nói nhiều nữa, vào luôn cái chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay thì anh em mình sẽ làm một cái cực kỳ lạ luôn các bạn ạ, làm một cái ly bún đậu mắm tôm khổng lồ. Cái ly các bạn biết, cái ly ngày xưa mà dùng để gì nhỉ, sảy thóc ấy. Nhưng mà cái ly này anh nghĩ là không thể cầm để sảy thóc được. Không cầm đây cho các bạn xem ngay. Đây các bạn ạ, cái ly này cực kỳ to luôn, sảy kiểu này chắc là 4 người mới sảy được tóc rồi, ôi mình chế cả màn hình luôn các bạn ạ. Ok, bây giờ như mình đã nói vừa nãy thì cái ly này anh em mình sẽ dùng để anh em mình gọi là làm một cái ly này bún đậu mắm tôm cực kỳ nhiều luôn. Anh em mình chuẩn bị rất nhiều đồ nguyên liệu để có thể làm được mâm bún đậu mắm tôm bây giờ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhá. Nếu các bạn thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em nha. Vì cái ly mình sợ bắn nên mình sẽ cắt một ít lá rong, anh em mình trái kín cái ly rồi anh em mình bày đồ lên các bạn ạ. Bạn cẩn thận không hoại hết cả vườn lá rong nhà Tiến bây giờ. Tôi nghĩ phải hết lửa mất. À, bên này còn một bụi rong nữa bên kia các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Cái này thì, gì cái này gì mình dùng để gói bánh tẻ những thứ ấy. Ở đây các bạn ạ, đây hôm nay có thằng em nó đi quay cùng. Các bạn nhìn cái hình là đây hình mặt quỷ ở đằng sau gáy các bạn ạ. Nhìn rất là dữ tợn. Không ai báo được. Bạn này rửa nhanh lên. Bạn xếp kín vào, không cho hở tí nào luôn. Nhà rất nhiều lá rong cơ mà. Đây là nguyên liệu để anh mình có thể làm được cái ly bún đậu mắm tôm khổng lồ các bạn ạ. 20kg bún rất là nhiều luôn các bạn ạ. Bún thanh này 20 cân rất là nặng. Tiếp đến đây là nguyên liệu để làm được cái ly đó này. Rau thơm các bạn. Một túi rau thơm. Rồi 3 cân dưa chuột. Dưa leo. Dưa leo á? Tôi tưởng dưa chuột. Nó vẫn như nhau mà bạn. Đây là một miếng gan của con lợn luôn. Hai cân lem, bánh da lem, 5 cân đậu. Các bạn thấy nhiều đậu không? Thực sự rất nhiều luôn. Những cái nguyên liệu này thì anh em mình đã làm và chuẩn bị ở nhà từ sáng, còn chiều anh em mình đi quay các bạn ạ. Nên anh em mình sẽ không quay những cái cảnh anh em mình làm, chỉ quay những cái cảnh anh em mình 2 cân lòng rồi các bạn. Chặt chém này ra thôi. Đây là đây. Mắm tôm. Cái này đây là không thể thiếu, bởi vì có tên là bún đậu mắm tôm thì chắc chắn phải có mắm tôm rồi các bạn ạ. Đây là chả cốm. Chả cốm. Còn gì nữa kia, chân giò. Đây là bên chân giò của con lợn. Bây giờ anh em mình sẽ thái hết cái chỗ này ra và bày vào cái ly khổng lồ kia các bạn ạ. Anh em mình đang thái nguyên liệu để bày ra cái ly rồi các bạn ạ. Bên kia là mắm tôm kìa. Mắm tôm này một lát nữa anh em mình đi trưng lại thôi là có thể thưởng thức được luôn. Không ai ăn mắm tôm sống cả các bạn ạ. Tứ tay nghề khéo phết nhỉ. Hay là đấy là chuyên cắt rồi. Tí nghề ấy. Vì mình sợ làm cái món này bởi vì có mắm tôm những thứ là ruồi đến rất là nhiều, nên là bạn Khoa đang cầm cái cây rong kia để vẫy đuổi ruồi các bạn ạ. Nhiệm vụ chỉ có thế thôi. Anh em thì đang nhiệt tình để hoàn thành cái mâm bún đậu mắm tôm khổng lồ này.
Vậy là nhà mình đã hoàn thành lia bún đậu mắm tôm khổng lồ rồi các bạn ạ. Đây, mình sẽ cho các bạn xem qua cái lia bún đậu này của anh nhà mình. Đồ thì như lúc nãy anh em mình giới thiệu ấy, chia ra mỗi chỗ một chút để bởi vì lia nó rộng quá nên là anh em có thể đứng ở đâu cũng có thể lấy được đồ mình muốn các bạn ạ. À khoa khoa, bạn quên một thứ kìa. Đó. Đây gọi là mắm tôm siêu cay các bạn ạ. Đến mắm tôm anh nhà mình cũng cho rất là nhiều ớt vào để siêu cay, các bạn còn nhìn thấy mấy cái đỏ đỏ kia không? Đấy toàn ớt là ớt luôn. Bây giờ anh nhà mình sẽ đến bước cuối cùng là anh nhà mình thưởng thức thôi. Ba anh em bây giờ hiện tại đang thấy kích thích chưa? Đói mà bạn quá hay. Thế là anh nhà mình thưởng thức luôn nhá. Bởi vì cái lia kia nó to quá các bạn ạ. Không có cái gì có thể kê được hết được cái lia đó nên anh nhà mình sẽ lấy tạm mấy cái ba lét này ra để anh nhà mình kê, gọi là xếp 5-6 cái ba lét lên để anh mình kê rồi anh mình sẽ để cái ly bún đậu mắm tôm khổng lồ đó lên trên mấy cái ba lét này các bạn ạ. Lấy bát để anh mình gọi là chia cái bát mắm tôm. Ơi sao lại lọt quả xoài kia? Ăn kèm rau bún đậu mắm tôm. À, vậy là kiếm được quả xoài, là bây giờ ăn kèm với cả ly bún đậu mắm tôm khổng lồ này các bạn ạ. Tôi nghĩ cho ít thôi bạn, không ăn dây ra. Mùi này nếu mà nó bám vào người thì có thể dính mùi đến tận 5 ngày hôm sau các bạn ạ. Tắm bằng xà phòng Omo kỵ hết gói 5 cân chưa chắc đã sạch được mùi. Cái món đặc trưng bún đậu mắm tôm nó là như vậy. À mắm tôm các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức lia bún đậu mắm tôm khổng lồ này các bạn ạ. Nào ăn ăn đi mọi người. Ăn đi các bạn. Mời bạn này. Mời các bạn nha. Ngon quá. Mời các bạn nhé. À cái lia này anh em mình có thể làm gọi là cái bàn tròn ấy. Đấy, ví dụ mà mình mà đang muốn ăn mấy miếng dưa chuột ở kia thì mình sẽ đi sang đấy. Ví dụ ở chỗ mình không có thì mình sẽ đi sang đó để mình lấy các bạn ạ. Đấy, anh em có thể đi xung quanh cái lia này để anh em thích ăn gì anh em gắp. Món ăn hấp dẫn quá cho nên là hơi nhiều ruồi, vừa ăn vừa đổi ruồi các bạn. Thôi chịu khó một tí vậy. Hôm nay thời tiết cũng mát mẻ đẹp ạ. Ờ. Đúng là ăn dụng tuyệt hợp tuyệt vời. Một cái lia này thì mình nghĩ là chắc là phải khoảng độ 20 người ăn hết không nhỉ? Hơn này. Tôi nghĩ là 20 người ăn không thể hết được cái ly to đùng này luôn. Khoảng 40 người ăn mới hết được. Đây một núi bún này. Đó. Ngon bạn. Vẫn siêu cay. Tôi đang thấy nước miếng mình đang tuôn rơi rồi đấy. Nước miếng đang gọi là nhút ở ngực rồi. Rau này các bạn này, bày quanh bún luôn. Cái thế. Tôi còn cho xin miếng chân giò. Không biết là anh em có thể ăn được bao nhiêu nhỉ? Nhựa hết nửa cái ly không nhỉ? Hết làm sao được, bởi vì anh đoán cái chỗ này chỗ 20 người ăn chứ chắc đã hết cơ. Không nhưng mà cũng tùy người, có thể tùy người ta ăn được. Em đoán là anh Khoa anh ăn được khoảng bằng 10 người ấy. Bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức các bạn ạ. Nhìn cái ly cực kỳ khổng lồ luôn các bạn ạ. Wow. Quái cả trưởng, mình không nghĩ là mình lại có thể, anh em mình ấy có thể làm được cái mâm của là mình lại nhầm mâm rồi các bạn ạ. Mình xin lỗi bởi vì mình từ nãy giờ cứ liên tưởng đến cái mâm, bởi vì bình thường thì dùng cái mâm nó đã là to rồi. Đây chưa hẳn cái ly cực kỳ to luôn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức luôn. Wow. Mắm tôm này siêu cay này. Mình mời tất cả các bạn nhá. Thực sự với các bạn là đứng mà ăn cái kiểu này cảm giác rất là lạ luôn, cảm giác rất là hay các bạn ạ. Phải rất nhỉ. Mặc dù chưa ăn cơm rất là no rồi nhưng bây giờ vẫn phải ăn tại vì nhìn hấp dẫn quá. Cũng nhiều ruồi nữa các bạn ạ, bởi vì có mùi mắm tôm ấy, ruồi muỗi đến rất là nhiều. Đây mình vừa ăn vừa phải xua nó như này, không là ăn lại khi ruồi bấu vào rất là mất vệ sinh. Cảm
Ăn lại với em. Ok anh. Em sẽ lửa đi nửa một cái nghiêng. Ok. Anh Hoa ăn hết 1/3 như nó còn lại tất cả xử lý. Em hãy... em hãy ăn hết cái ly này luôn cũng được. Bởi vì anh mình làm này thực sự là chỉ có 5 anh em mà làm như thế có vẻ rất là phí. Cho nên là các bạn tuyệt đối không nên làm theo anh em mình các bạn nhá. Khi mà nhiều này mà anh em chỉ đánh chén hết một phần thôi thì thực sự rất là phí cái ly bún đậu mắm tôm này các bạn ạ. Thực sự là cái gì nhỉ, cái này cay quá, tôi đang ăn tôi cảm thấy cay. Ngon lắm. Được phết luôn. Ngày xưa không ăn bún đậu mắm tôm đâu, nhưng mà giờ lớn mình nhìn mẹ thích. Mắt phê. Có vẻ càng ngày ruồi đến càng ác rồi. Anh em sẽ cố gắng đánh chén nhanh để vãn bớt cái ly này các bạn ạ. Ngon quá, ruồi mới đến. Vậy là sau một thời gian anh em mình đánh chén thì cũng vãn đi được khá là nhiều rồi. Nên là bây giờ mình sẽ hỏi cảm giác của bốn anh em sau khi mà thưởng thức cái ly bún đậu mắm tôm khổng lồ này thì cảm thấy như là các bạn ạ. Đầu tiên hôm nay có vị khách mời của đó chính là em Tứ Trọng. Em phát biểu cảm nghĩ mà được thưởng thức cái ly này đi. À, mắc phê, con nhận lâu ăn này ngon thật. Ngon chứ? Ngon. Ăn cái cảm giác này có thấy thích thú không? Thích thú anh ạ. Đó các bạn ạ, em Tứ Trọng đã cho phát biểu cảm nghĩ rồi, bây giờ thì đến bạn Lâm. Các bạn, lần đầu tiên tôi thấy có một người như bộ mà làm cái lia bún đậm mắm tôm mà to như thế này. Ăn thì thật sự là quá lo luôn. Ngon, to. Quá lo mà ăn thật sự đồ làm, mình làm mà làm quá ngon luôn. Ăn hôm nay ăn rất chi là ngon. Trời lại hơi mát mát nữa. Ăn tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời. Còn không? Đây các bạn ơi. Mắc lo mà người ngon lắm thật sự. Được. Em đừng vạch bụng lên đây, vạch đây này. Chưa là gì đâu. Chưa bao giờ tôi ăn đi một nửa ống tôm ngon này các bạn. Siêu cay luôn. Thực sự là quá tuyệt vời, trên quả tuyệt vời luôn các bạn. Ok, qua đi bạn. Nói chung là hôm nay anh em tôi đi ăn thì thời tiết ủng hộ, ăn rất là ngon, lạ ngon. Nhìn thấy cái lia này mà bắt mắt quá. Thế này khả năng là mai tôi sẽ đi bán toàn ăn lia to rồi. Cái thu hút người ta đến này mà khi mà nhìn cái lia này đúng không? Ok các bạn ạ, vậy là anh em đã cho các bạn biết cảm giác khi mà anh em mình gọi là được đứng để ăn cái ly bún đậu mắm tôm khổng lồ này rồi. Và bây giờ mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip. Các bạn, anh ơi, em có ý kiến. Nhớ, mọi người nhớ ai nếu muốn ăn bún đậu mắm tôm nhớ để lại số điện thoại để anh em tôi xin các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.